Bước sang ngày thứ hai của Vietnam Advocacy Day, ngày vận động nhân quyền cho Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ, gần 600 người gặp nhau từ sáng sớm thứ Năm 27 tại thính phòng rộng lớn của Điện Capitol, trụ sở cơ quan lập pháp Mỹ, để nghe các đại biểu Quốc hội Mỹ phát biểu liên quan đến quyền con người và sự thiếu tự do mọi mặt ở Việt Nam. Trong không khí còn giá rét của đầu xuân vùng thủ đô, ai nấy y phục chỉnh tề, thấp thoáng những tà áo dài tha thước, tay bắt mặt mừng, dù như mới gặp nhau lần đầu. Có người đi một mình nhưng không hề cảm thấy lẻ loi vì tin tưởng vào mô thức vận động Quốc hội như thế này. Đó là bà Đỗ Ngọc Hà, cư dân thành phố Chicago, tiểu bang Illinois. Tại vì mình đi tranh đấu rồi mình phải về, mình phải họp lại với nhau rồi mình làm tiếp. Xong rồi là mình lại cử người để tiếp tục, vẫn cứ đến mấy cái văn phòng Quốc hội tiếp tục tranh đấu. Tại vì mình gặp người ta xong rồi mình về, mình đi luôn thôi thì không bao giờ không ai ngó ngàng đến mình nữa. Thành nên cái này rất là tốt. Anh Hàng Tấn Phát vừa chân ướt chân ráo đến Hoa Kỳ. Tôi là một cựu tù nhân lương tâm, tị nạn ở bên Thái Lan. Tôi sang Mỹ được hơn 20 ngày. Nhân ngày vận động nhân quyền cho Việt Nam ở bên Mỹ này, thì tôi cũng muốn đến Quốc hội để vận động. Và nhất là tôi có thể làm nhân chứng sống để chứng minh cùng cung cấp những cái thông tin cho các vị dân biểu cũng như thượng nghị sĩ, cái thông tin về Việt Nam để họ tiếp tục giúp đỡ và cải thiện vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Đến tham dự cũng có thể chỉ là một cặp vợ chồng cùng đi với nhau như trường hợp anh chị Nguyễn Quốc Tuấn từ Florida. Hai vợ chồng chúng tôi lên đây thôi. Chúng tôi có mặt tại Washington DC để vận động cho nhân quyền tại Việt Nam. Năm vừa qua sau khi Việt Nam được vào trong Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, nhưng mà họ đã không giữ những lời cam kết mà lại tiếp tục đàn áp mạnh tay hơn những tiếng nói dân chủ trong nước. Vì vậy chúng tôi nghĩ là công dân Việt Mỹ gốc Việt nên tiếp tay để giúp đồng bào trong nước có tiếng nói và đòi hỏi dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Đại diện một nhóm 5 người từ New Jersey không ngoài mục đích góp tiếng cùng vận động. Tôi là Trần Văn Chính, đại diện cộng đồng Nam New Jersey và Hội cựu tù nhân chính trị Nam New Jersey. Coi như qua cái cuộc hội ngày hôm nay, tiếng nói của các quý vị dân biểu Hoa Kỳ, tất cả tiếng nói của mọi nhân quyền, quyền tự do, hội họp, quyền tự do tôn giáo, tự do báo chí, ngôn luận, đầy đủ các tự do của một con người được sinh ra trong cái trái đất này như tất cả mọi công dân của các nước trên thế giới. Từ nhóm 5 người của New Jersey đến một phái đoàn 36 người của Georgia, một bạn trẻ trong đoàn tự giới thiệu. Em tên là Bình Trương, đến từ tiểu bang Georgia cho ngày tổng vận động nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam. Năm nay chúng tôi thấy một cái tinh thần rất là háo hức bởi vì người Việt của chúng ta đã đi vào một mô hình mới vận động cho nhân quyền Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ. Điều rất là phấn khởi và thanh niên tuổi trẻ của Việt Nam vẫn tiếp nối con đường theo một cái mô hình hình thức mới vận động cho nhân quyền Việt Nam. Dưới mắt một người sắc tộc Tây Nguyên đi trong phái đoàn hơn 40 đồng bào thượng đến từ North Carolina, không khí hôm nay rộn rã quá khiến anh phải gọi là ngày hội nhân quyền cho Việt Nam. Tôi tên là Trần Anh Nhuân, tiểu bang North Carolina. Dòng dân tộc chúng tôi cũng có từ North Carolina đến đây là hơn 60 người một xe bơi. Ta đến đây đúng lúc chế độ cộng sản không hay, người thường dân nước không có nhân quyền vì đàn áp tra tấn, nó đàn áp dân tộc, nhất là với những người đạo Tin Lành, nó đàn áp, nó bắt bớ, tù đày, gian nan, gian khổ. Chúng tôi từ North Carolina đến đây biểu quyết nói về nhân quyền đồng bào chúng ta trong nước. Ông Hoàng Văn Huấn, một thành viên trong phái đoàn Texas, nói rằng tham gia chiến dịch vận động nhân quyền cho Việt Nam, tức là tìm kiếm và gây dựng một tương lai cho thế hệ tiếp nối trong cũng như ngoài nước. Phái đoàn của Texas hơn 130 người, đi hai xe bus ngang qua Atlanta. Chúng tôi còn phải pick up một số anh em ở bên Atlanta để chung với phái đoàn Texas để đến Quốc hội Hoa Kỳ. Có nhân quyền thì đất nước của Việt Nam mới có thể tiến lên được, tuổi trẻ mới có cơ hội để mà thăng tiến và làm cho đất nước phát triển và đứng ngang hàng các nước trên thế giới. Đến từ California, tiểu bang có đông người Việt nhất nước Mỹ, bác sĩ Đào Kiều Liên, đại diện nhóm gồm có nhiều người trẻ ở San Jose, miền Bắc, phát biểu rằng cuộc vận động hiện tại này sẽ là hành động tương lai của giới trẻ Mỹ gốc Việt hướng về đất nước. Phái đoàn gồm có 16 người và người lớn nhất là 81 tuổi ạ. Hai em trẻ nhất là 18 tuổi đang học lớp 12 trong high school. Phái đoàn California bao giờ cũng chú ý đến việc vận động dân chủ cho những người dân ở Việt Nam. Nhiều em được nuôi nấng trong gia đình mà bao giờ cũng chú ý đến Việt Nam, nên chúng tôi đã vận động đem giới trẻ đến để cùng nhau mà tranh đấu với chúng tôi. Và một ngày nào đó khi mà chúng tôi già quá không tiếp tục được thì các em là những người sẽ đứng lên tiếp tục cái công việc của chúng ta.
Con tên là Anthony Phan, con là ủy viên thư viện thành phố của San Jose. Theo con nghĩ rất là quan trọng để những người trong cộng đồng đi tới Washington DC để đi nói chuyện và lobby những người nghị sĩ, những người hạ viện, nghị viện. Vì thực sự họ không có hiểu cái vấn đề human rights ở Việt Nam. Có nhiều người họ không có cộng đồng Việt Nam trong cái khu vực của họ. Thành ra mình rất là cần ngồi xuống với họ và mình kể những câu chuyện Cộng sản Việt Nam đã làm sai. Điều khiến cho em chú ý nhất, Anthony Phan nói tiếp, là việc vận động đẩy lùi tiến trình TPP, Hiệp ước Đối tác Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương của Việt Nam, được nhắc đi nhắc lại trong những cuộc tiếp xúc giữa các phái đoàn Mỹ gốc Việt khi gặp gỡ với các vị dân biểu thuộc địa phương hay khu vực của mình. TPP chính là lý do khiến Anthony Phan theo đoàn đến Washington để tham gia vận động. Theo con nghĩ, mình nên chống cái TPP, mình không có nên đợi cho họ improve condition gì hết. Mình chỉ chống TPP luôn. Lý do là nếu mà mình cho Việt Nam ký vào cái TPP là rất là khó để mình rút lui cái quyền đó. Lúc mà mình cho họ được cái chất đó rồi, rất là khó để mình lấy đi cái đó ra. Họ ký cái TPP thì họ có thể nói là họ sẽ cho human rights cho Việt Nam tự do. Nhưng mà họ không làm cũng đâu ai làm gì đâu. Thành ra là mình nên chống cái TPP và mình nên kêu gọi những người nghị sĩ hay là hạ viện, nghị viện chống TPP. Sau cùng, dù rất bận rộn vì cuộc tập họp buổi sáng rồi đến giờ họp báo, kế đó là chuẩn bị thức ăn trưa cho từng mấy trăm người, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành BPSOS, Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, cũng là tổ chức khởi xướng và đảm trách hai ngày vận động nhân quyền cho Việt Nam hôm thứ Tư 26 và hôm thứ Năm 27, phát biểu. Chúng tôi biết rằng chắc chắn là trên 600 người, có thể đến 700, bởi vì cái hội trường lớn nhất của Quốc hội có thể chứa khoảng trên 500 và có rất nhiều người phải đứng. Thật ra đây là một sự hy sinh và một sự dấn thân, một cái sự tận tụy của rất nhiều đồng bào chúng ta ở khắp nơi trên nước Mỹ đổ dồn về với cùng một mục đích. Đó là tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền và sự trường tồn của đất nước Việt Nam, hạnh phúc của dân tộc của chúng ta. Rất nhiều người chưa bao giờ gặp nhau, rất nhiều người chưa bao giờ nói chuyện với nhau, nhưng rất nhiều người đồng lòng với nhau. Chưa hết, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng kể tiếp. Rất nhiều anh em trẻ ở các nơi lo phần kỹ thuật, rất nhiều người tình nguyện đã đến trước, hoặc là ở những cái nơi của họ đã làm việc từ nhiều tháng nay, đó là cái tinh thần tuyệt vời và do đó đã đánh động được cái sự cảm mến của rất nhiều vị dân biểu và thượng nghị sĩ ra họ đến với chúng ta rất đông ngày hôm nay. Tưởng cần nhắc là hôm thứ Tư 26, ngày đầu của chiến dịch vận động nhân quyền cho Việt Nam, khởi sự bằng buổi thuyết trình về tình trạng tôn giáo trong nước do Linh Mục Phan Văn Lợi và Chánh trị sự Cao Đài Nguyễn Bạch Phụng thuyết trình qua video. Buổi chiều, một phái đoàn đến văn phòng đại diện mậu dịch Mỹ để vận động ngăn cản Việt Nam bước vào TPP cho đến khi nào có nhân quyền thực sự. Thứ Năm 27 là ngày tập trung đông nhất với khoảng 600 người nhóm tại hội trường thính phòng của Điện Capitol để nghe giới dân cử Mỹ phát biểu. Chiều 27 là cuộc hội thảo về xã hội dân sự bên trong Việt Nam kèm các workshop liên quan. Hai ngày vận động nhân quyền cho Việt Nam kết thúc vào lúc 5 giờ chiều, ngày thứ Năm 27. Xin hãy làm anh đuốc trong đêm trường sáng soi nẻo đường quê hương, đêm thâm u đêm ngục tù non nước cháy bùng lên lửa cương quyết phá tung gông xiềng. Anh em ơi, đêm chập trùng tam biên, lòng mình là trăng soi trên ngàn cây lá, hồn là sao kết tinh thành ngân hà, sáng soi sáng thêm lời thề giải phóng. Xin hãy làm anh đuốc đêm không cùng nấu nung lòng người ly hương, trong yên vui không quên thù non nước, giữa bình an lòng vẫn nhớ núi sông điều tàn. Anh em ơi, quê hương dù xa xôi, chỉ cần một vòng tay ta sẽ rời sông núi, chỉ cần cùng niềm tin sẽ lập biển phá đôi, đốt thêm
bước tiến rộng bừng hùng khí cao ngang xa. Bùng bùng lên hơi nước thiên soi đường thế giới, bùng bùng lên hơi nước thiên muôn đời tiếp nối. Sáng trong gió mưa mịt mùng, sáng trong bão giông trùng trùng, lửa thiêng hơi bùng lên trong lòng nước tôi. Anh em ơi, sinh hay làm anh đua trong đêm dài, sáng lên chiều mong tương lai. Mai làm sơn phất cao cờ phục quốc, một chiều trưng dục chim trong mê linh vàng trời. Anh em ơi, khắp nơi dù phai phôi mà hàng ngàn đời sau vẫn tươi dòng màu thắm, truyền cho nhau mong sương rồng anh hùng sẽ mang đuốc thiêng về rừng ngày mới giữa non xa. Xin hãy làm anh đuốc đêm không cùng nâu nùm lòng người lý hương, trong yên vui không quên thù non nước, giữa bình an lòng vẫn nhớ núi sông điều tàn. Anh em ơi, khắp nơi dù phai phôi, chỉ cần một vòng tay ta sẽ rời sông núi, chỉ cần cùng niềm tin sẽ lập biển phá đồi, đốt tiền đốt tiền dòng bùng hùng. Đời tiếp nối sáng trong gió mưa mịt mùng, sáng trong bão giông trùng trùng, lửa thiêng hơi bùng lên trong lòng nước tôi. Anh em ơi, xin hãy làm anh đua trong đêm dài, sáng lên chiều mong tương lai. Mai làm sơn phất cao cờ phục quốc, một chiều trưng dục chinh trong mê linh vàng trời. Anh em ơi, khắp nơi dù phai phôi mà hàng ngàn đời sau vẫn tươi dòng màu thơm, truyền cho nhau mau sương dòng anh hùng sẽ mang đôi tim về rừng em ơi giữa non sông.